Nếu các bạn yêu thích vật cưng thú cưng, nếu các bạn yêu thích cuộc sống nông thôn bình dị, hãy đến với channel Gà Con Siêu Quẩy nha. Rồi, chào mừng các bạn đến với channel của Gà Con Siêu Quẩy nha. Hôm nay mình sẽ lên mình thăm cái tổ cu này. Để nói chính xác là mình xem nó như thế nào, bắt nó nuôi luôn các bạn ơi. Mấy cái clip trước các bạn cũng thấy mình quay cái tổ cu này rồi. Giờ mình phải trèo lên rảnh thôi. Để anh rảnh xem nó thế nào nha các bạn ơi. Mình trèo lên đường tới nè mình. Con mẹ vẫn còn nằm trong ổ các bạn thấy không? Nó ngó mình kìa. Mình cầm máy quay mình quay đứa cái nó ngó mình. Đó. Nó đâu có sợ mình đâu. Cầm mình quay nó, mình quay tự nhiên nó ngó mình hoài luôn thấy không? Rồi, đưa gần đụng nó đi ra. Rồi bây giờ tới rồi. Cho các bạn xem nha. 1, 2, 3. Thằng nó đang bằng tăng. Có một con các bạn ơi. Nó nở con trời. Hai trứng mà chỉ nở con một. Thường thường cu đẻ hai trứng. Em này thì độ khoảng 8 ngày các bạn. Em này độ khoảng 8 ngày ạ. Thì thường thường các bạn phát hiện cái tổ cu á thì các bạn nếu mà biết chính xác nó đẻ lúc nào á thì đợi khoảng 15 ngày sau là nó nở. Thì nó nở xong khoảng 7 ngày sau là các bạn bắt được. Từ 7 đến 8 ngày sau. Trong vòng từ ngày thứ 7, 8, 9 mấy ngày đó là các bạn bắt được. Tại vì từng đầu tiên nữa các bạn phải để cho mẹ nó nuôi nha. Tại vì từng đầu tiên là mẹ nó phải nuôi bằng cái sữa diều. Sữa diều là sữa ở trong cái hồ diều của mẹ nó đó. Tiết ra chất sữa đó để nuôi sống nó trong vòng một tuần lễ. Tuần lễ đầu là phải có sữa diều nuôi mới có đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi cho nó sống. Còn các bạn bắt mấy cái bắt sớm quá là khó nuôi lắm. Tại vì cái đặc biệt là loại sữa diều chỉ có trong cơ thể của mẹ nó tiết ra thôi. Còn bắt sớm mới 2-3 ngày, mới nở 2-3 ngày mà bắt rồi nuôi là tỷ lệ sống rất là thấp. Chắc ăn thì khoảng trong ngày thứ 7, 8, 9. Mấy ngày đó là bắt được rồi. Con này khoảng nở 7-8 ngày nè. Hơn ngày con này, hơn tuần ngày con này chắc khoảng 8 ngày, 9 ngày. Đó. Con này mình bắt xuống thì mình nuôi chừng 2 ngày nữa là các bạn thấy nó ra lông đầy đủ luôn. Có một con à. Thường thường đẻ 2. Đẻ 2 trứng nở 2 con. Là một con trống rồi con mái. Nhưng mà thường thường có một con nở như vậy mà mình thấy cái đầu nó to như vậy. Chân cẳng to, đầu to vậy là có thể là nó có thể là con trống. Tỷ lệ trống của nó là rất cao. Thì để mình nuôi lên nữa nó lớn thôi các bạn xem thử cái trống mái nha. Thường thường chim như vậy đó. Ba con hai trống một mái. Hai con thì một trống một mái. Còn nở một con mà bự bự như vậy thì tỷ lệ trống rất là cao nè. Tại loài chim lúc nào con
đa số con trống nó cũng đa số thôi nha, trống nó cũng bự hơn mái á. Nó ra lông và trưởng thành nó sẽ lông đẹp hơn, mà bởi vì nó lúc nào nó cũng đẹp và bự hơn mái. Nó khác với con người chúng ta là ở đó, người chúng ta phái nữ lúc nào cũng đẹp, còn loài chim thì lúc nào loài trống nó cũng đẹp. Rồi bây giờ là mình phải trên nó xuống đây các bạn ơi, cái này là vừa nuôi luôn đó. Đối với các bạn, cỡ này là nuôi rất là, nói chung là nuôi rất là tốt luôn, cỡ này nuôi là tỷ lệ sống rất là cao luôn, khó mà chết nó lắm. Như bia cho ăn biết cách chăm sóc đàng hoàng. Mình thường thì ngày thứ bảy là mình bắt rồi, lúc mà còn lông búp 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 nó chưa ra lông gì đâu là mình bắt rồi. Cái này mình bắt như là nó còn hơi trễ rồi đó, vừa ngày thứ sáu vừa qua ngày thứ bảy là mình bắt rồi. Mình thì bắt 6-7 ngày là mình bắt được rồi, có là mình nuôi là sống rồi, nên mình quen rồi, mình nuôi biết bao nhiêu cặp rồi. Chứ còn đừng bắt sớm quá, mới 20 ngày bắt là khó sống lắm. Thì mình canh nè các bạn thấy không? À, rồi bảo mình cũng quay đổ câu với các bạn xem đó. Thì hôm nay mình bắt xuống đây, bắt mình canh ngay trong ngày bắt xuống luôn. Mình không có lên thăm ngày nào hết nha các bạn, đúng ngày hôm nay là mình lên rồi bắt luôn á. Tại vì mình ở đây thường xuyên nên mình biết nó làm tổ và biết nó ấp ngày nào, cho nên mình canh. Mình canh mà còn hơi lố qua một ngày nè. Mình biết chính xác ngày nó nở luôn á, tại vì nó nở, lúc nó nở là nó quăng cái vỏ trứng nó xuống gốc cây á, mình thấy mà. Bắt đầu mình đếm từ ngày đó. Chính xác là mình biết cái ngày nó đẻ nó ấp luôn á. Cho nên mình đâu cần lên thăm đâu, nếu mình nó đẻ rồi, nó đẻ đang có trứng mà các bạn lên thăm là có thể nó bỏ luôn đó. Nó hôi á, hơi tay với nó động á. Như động á, trứng là nó thể bỏ nha các bạn. Đây đẻ trứng mà các bạn lên thăm là động nó bỏ đó. Còn mà nó nở con rồi là không có bỏ. Rồi con gì cũng vậy chứ. Nó đã con đã ra đời, thấy mặt con nó rồi là không bao giờ nó bỏ con nữa. Cỡ nào nó cũng quay trở lại nó nuôi con, nó không bao giờ bỏ. Còn trứng nó chưa nở con, nó chưa thấy mặt mũi con nó ra sao là nó có thể bỏ. Rồi bây giờ mình đưa con cua này xuống nha các bạn. Nó cho ăn quá trời một bầu diều luôn rồi nè. Con này chắc khoảng ngày mơi mới cho ăn được nữa, tại vì nó cũng cho ăn quá trời no rồi. Rồi bắt xuống cho nó chơi với mình quen thôi, rồi mơi mình đút cho nó ăn. Rồi bắt xuống đây. Đây các bạn ơi, bắt em xuống rồi đây. Đây vẫn là cái hộp ngày nào ha. Vẫn cái hộp huyền thoại ngày nào. Tôi biết bao nhiêu con mà trưởng thành nha. Con này thì theo mình suy đoán thì nó là cái con trống rất là cao nha các bạn. Đây cái đầu của nó bự, chân cẳng nó bự, nói chung là cái gì nó cũng bự. Con này nó giống hệt như cái con mà con cu gáy mà mình lụm hồi gương bảo số 10 á, có cái clip mà lụm cu gáy bảo số 10 á, con này giống hệt luôn. Con đó bây giờ nó trưởng thành vô bầy đàn là nó cũng giống nhau, cho mình cũng biết đang giờ nó không biết nó nhìn hết ra nó luôn. Nói chung vào bầy đàn bây giờ nó lớn trưởng thành với hệt nhau, cho nhìn khó phân biệt quá. Mấy con trống, nhất là mấy con trống giống hệt nhau.
tướng tá cơ thể gì nó đều bằng nhau, nhìn khó biết đó. Nói chung nguyên một bầy khó nhận ra. Con này là y chang luôn nè, y chang như con mình lụm rồi cơn bão số 10. Hồi đó cơn bão số 10 cũng có con vậy đó. Nó lớn lên nó cũng là con trống luôn nha các bạn. Nó cũng y chang như con này nè, lớn lên là con trống luôn. Bởi vì nên con này mình nghĩ đó là con trống rất là cao nè. Thường thường nở ra một con là con trống cao lắm. Thường thường cái trứng trống là nó nở đầu tiên. Hay. Em nó thì no rồi, cho nên chắc cái clip này mình không cho em nó ăn được. Đợi clip sau mình đút cho em nó ăn rồi quay cho các bạn xem luôn. Với lại quay vòng vòng cho các bạn xem luôn. Vòng vòng chim kêu đó thôi, chim sẻ, chim này em gọi kêu quá trời các bạn. Giờ này thì em nào em lấy ăn no hết rồi nè, đứng dĩa lông hết rồi. Em cò các bạn thấy em cò giờ bự dữ chứ đó. Em cò thì chuẩn bị ra ngoài thiên nhiên được rồi. Đây là mấy em gà con mình mới nở. Ở đây phong thủy tốt nên em là em lấy ăn. Ăn chỉ có việc ăn no, ngủ nghe và sinh nở thôi. Không có lo chuyện cơm áo gạo tiền gì hết. Nên em là em lấy sống rất là sung sướng, nói chung là sung sướng đó. Các bạn thấy không? Chuối thì cho ăn một nải. Cò thì cá ăn đầy đủ luôn. Đúng là cò lép thiệt. Phẩm cái kẻ chút xíu gì đó mà nó chui vô nó lọt rồi nó dướng vòng vòng, mình gỡ ra tưởng đâu nó chết không. Cái kẹt các bạn, cái kẹt mà lồng này với cái lưới chì á, nó lọt sâu vô cái kẹt nó vòng vòng rồi nó dướng vòng luôn, tưởng nó chết không à. Hay mình gỡ ra em sống bình thường. Mẫu camera đó các bạn. Ngó gì vậy? Đây nè, có thành viên ngó mới nè, ngó. Ê, dòm luôn kìa. Dòm có ai hả? Dòm có thấy em bé dễ thương không? Nó dòm, thấy cô con này nó dòm. Nói em mới gia nhập IQ dễ thương quá. Đưa em vô lòng. Thôi video mình chắc cũng xin kết thúc đây các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nha. Mình sẽ cố gắng ra các clip tiếp theo để cho các bạn theo dõi. Còn bây giờ thì mình phải tạm biệt thôi. Rồi, chúc mọi người có những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào. Bye bye và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Nhớ bấm like và subscribe, đăng ký ủng hộ mình nha.